Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một kiểu dây cài đầu rất là nhỏ nhắn dễ thương. Và dây cài đầu này mình cũng sử dụng sợi cô tông Việt Nam và kim móc 2mm. Ở đây mình móc chiều dài của cái dây cài đầu này là khoảng 30cm. Vì ở đây là dây này mình dùng cho người lớn hoặc là cho những bé nào có vòng đầu từ 48-50cm trở lên. Khi mà các bạn móc dây cài đầu thì các bạn đo vòng đầu và mình sẽ móc cái phần hoa văn để cài phía trước này khoảng là 2/3 số đo vòng đầu, thì nó sẽ tương ứng là từ tai bên này qua tai bên kia. Sau đó chúng ta sẽ móc thêm cái phần dây buộc ở đây. Nếu mà các bạn sử dụng sợi to hơn hoặc kim to hơn thì các bạn cứ móc và đo theo cái số đo tương ứng. Còn ở đây mình dùng sợi cô tông Việt Nam 1mm và kim móc 2mm, thì mình sẽ móc tổng cộng cái hoa văn này là 20, gồm có 20 cái hoa văn như thế này, thì được chiều dài là khoảng 30cm. Chúng ta sẽ khởi tạo mũi đầu tiên. Các bạn móc lên 4 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ lấy sợi lên trên kim, đâm kim xuống mũi bính đầu tiên, lấy lên và các bạn sẽ kéo cái sợi này cho nó dài ra. Tiếp tục lấy sợi và đâm kim xuống. Chúng ta sẽ lặp lại 5 lần lấy sợi như thế này. Sau khi lấy sợi xong thì chúng ta sẽ móc lần lượt. Đầu tiên là chúng ta sẽ móc qua 2 sợi. Tiếp tục chúng ta sẽ móc thêm 2 sợi tiếp theo và 1 sợi đầu tiên này, là tổng cộng 3 sợi. Tiếp tục chúng ta sẽ móc theo thêm 3 sợi. Các bạn sẽ lặp lại như vậy, cứ 3 sợi cho tới khi còn lại 2 sợi trên kim. Chúng ta sẽ lấy kim ra, quay ngược lại phía bên này, xỏ kim vào. Và chúng ta sẽ lặp lại 5 lần lấy sợi lên trên kim. Tiếp tục các bạn sẽ móc qua 2 sợi đầu tiên và những sợi tiếp theo, thì chúng ta sẽ lấy qua 3 sợi. Lúc này chúng ta có tổng cộng là 3 sợi trên kim, các bạn sẽ móc qua hết 3 sợi. Tiếp tục móc lên 4 mũi bính. Và chúng ta sẽ lặp lại. Lấy sợi lên trên kim và các bạn để ý cái mũi mà mình sẽ đâm kim xuống là đầu của ba cái sợi mà lúc nãy chúng ta lấy qua một lần đó, ba cái sợi cuối cùng á, đây nè. Chúng ta sẽ đâm kim qua cái chỗ này. Mình sẽ lấy sợi lên trên kim, đâm kim xuống đầu của ba sợi này. Lặp lại 5 lần lấy sợi.
và các bạn lại móc giống như khoai văn ban đầu. Chúng ta sẽ lấy hai sợi đầu tiên. Tiếp theo là lấy 3 sợi. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới khi còn 2 sợi trên kim. Quay ngược lại, lấy kim ra và xỏ kim theo hướng ngược lại. Tiếp tục lấy sợi 5 lần. Lặp lại giống như phía bên kia. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới khi còn lại 3 sợi trên kim. Thì chúng ta sẽ lấy một lần hết qua 3 sợi. Như vậy chúng ta sẽ được thêm một hoa văn thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại như vậy lên 4 mũi bính, 5 lần lấy sợi. Quay ngược lại. Các bạn cẩn thận kiểu sót sợi nha. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho tới khi mà cái dây này nó đủ chiều dài theo ý muốn. Ở đây thì mình móc tổng cộng là 20 cái hoa văn này. Sau khi mà các bạn móc đủ cái độ dài thì chúng ta sẽ móc đường viền hai bên. Ở đây thì giả sử là mình đã móc đủ độ dài cần thiết thì chúng ta sẽ bắt đầu móc đường viền. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. Ba mũi bính đầu tiên này mình coi như là một mũi kép. Tiếp tục các bạn sẽ móc 5 mũi bính. Móc một mũi kép vào ở giữa hai hoa văn. Các bạn sẽ móc một mũi kép. Tiếp tục móc 5 mũi bính và một mũi kép vào giữa hai hoa văn. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy. Cứ móc 5 mũi bính và một mũi kép cho tới hết cái chiều dài của cái chuỗi hoa văn này. Tới hoa văn cuối cùng, các bạn sẽ móc 5 mũi bính. Và thay vì chúng ta móc một mũi kép thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 mũi bính. Coi như là bằng một mũi kép, các bạn sẽ kết vào giữa của hoa văn này bằng một mũi trượt.
Sau đó chúng ta sẽ móc lên cái phần dây buộc này. Các bạn móc lên khoảng 60 mũi bính. Thì cái chiều dài của cái dây buộc này là khoảng 20 cm. Các bạn có thể móc dài hơn nếu như các bạn muốn. Thì ở đây mình chỉ móc 20 cm thì nó tương ứng là khoảng 60 mũi bính. Các bạn cũng có thể móc số mũi bính tùy theo ý thích của các bạn. Và sau khi mà mình móc xong 60 mũi bính thì mình sẽ tạo cái phần đầu tròn ở dây buộc như thế này. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. 1 mũi kép vào mũi bính thứ 3 từ kim xuống. Nhưng mà chỉ lấy lên qua một lần. Còn 2 sợi trên kim. Tiếp tục, chúng ta sẽ lặp lại như vậy. Tổng cộng là mình sẽ móc 3 mũi kép vào một chân. Và chúng ta sẽ lấy lên qua hết một lần là 3 mũi kép này sẽ chụm lại thành một cái thành một cái cụm như thế này. Và mình sẽ móc 4 mũi bính kết vào cùng chân với 3 mũi kép này bằng một mũi trượt. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt móc mũi trượt vào trong cái dây bính này. Các bạn sẽ móc mũi trượt cho tới hết cái dây bính này. Mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào giữa hoa văn đầu tiên này. Là chúng ta đã xong một cái dây buộc phía bên này. Tiếp tục các bạn sẽ móc nửa còn lại cũng giống như phía bên kia. Chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục móc 5 mũi bính. Một mũi kép vào giữa hai hoa văn. 5 mũi bính. Một mũi kép. Và đến cái hoa văn cuối cùng chúng ta cũng sẽ móc như vậy. 5 mũi bính. Và thay vì một mũi kép thì chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi bính và kết bằng một mũi trượt. Sau đó các bạn sẽ móc lên phần mũi bính để làm dây buộc giống như phía bên này. Các bạn cũng sẽ móc một dây tương ứng với ở phía bên này. Và sau đó chúng ta sẽ làm cái đầu tròn cũng giống vậy luôn. Móc lên 3 mũi bính. Một mũi kép vào chân mũi thứ 3 từ kim xuống. Chụm lại thành một. Móc 4 mũi bính. Kết bằng một mũi trượt vào đây. Và các bạn cũng sẽ móc mũi trượt hết cái dây bính này. Và sau khi móc xong thì chúng ta sẽ kết mũi cuối cùng vào đỉnh của cái hoa văn này. Và các bạn sẽ cắt sợi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng kim để giấu cái sợi thừa này. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng kim móc
Và các bạn sẽ móc dấu cái sợi này vào bên trong. Chúng ta sẽ làm như vậy cho cả hai bên. Và sau khi chúng ta mà cắt giấu cái sợi này xong thì chúng ta sẽ cắt cái phần thừa này đi. Như vậy là các bạn đã móc xong một cái chiếc cài đầu với một cái hoa văn rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công.